xin chào các em học sinh khối 1 của trường tiểu học Trần Quang Diệu. Cô và các em lại gặp nhau nữa rồi. Các em đã sẵn sàng bước vào buổi học ngày hôm nay chưa? Để xem hôm nay chúng ta tìm hiểu bài học nào nhé. Các em thân mến, tiếp tục với chủ đề chính vui học. Hôm nay cô và các em sẽ tìm hiểu bài số 2, âm á và vần ắt. Các em hãy cùng với cô bước vào hoạt động đầu tiên của bài học ngày hôm nay nhé. Các em hãy quan sát bức tranh sau đây và cho cô biết nội dung bức tranh này là gì nhé. Quan sát tranh, cô thấy tranh vẽ ba bạn nhỏ đang ngồi vẽ tranh. Phía sau các bạn có chiếc đồng hồ quả lắc và một bức tranh vẽ hoa ngũ sắc. Trên bàn có nhiều bút màu với màu sắc khác nhau. Bạn gái này đang vẽ con tắc kè. Qua bức tranh, cô có những từ thể hiện nội dung bức tranh như sau. Quả lắc, hoa ngũ sắc, màu sắc, tắc kè. Các em ơi, các em hãy cho cô biết những từ này có điểm gì giống nhau nào. À đúng rồi, những từ này có điểm giống nhau đó là đều có âm á. Giới thiệu với các em, đây là âm á. Cô đọc á, á, á. Khi đọc âm á, môi hở rộng. Khi đọc, phần cằm hơi đẩy xuống dưới, luồng hơi đi từ dưới cổ họng, phát qua hai môi. Cũng với những từ quả lắc, hoa ngũ sắc, màu sắc và từ tắc kè. Các em hãy cho cô biết điểm giống nhau còn nằm ở đâu vậy các em? À đúng rồi, điểm giống nhau đó là đều có vần ắt. Giới thiệu với các em, vần ắt gồm có hai âm. Âm á đứng trước, âm cờ đứng sau. Cô đánh vần á, cờ, ắt. Á, cờ, ắt. Á, cờ, ắt. Khi đọc vần ắt, các em hãy lưu ý môi hở hẹp. Khi đọc, phần cằm hơi đẩy xuống dưới, luồng hơi được giữ trong khoang miệng, thoát qua hai môi. Giới thiệu với các em, đây là chữ á in hoa. Đây là chữ á in thường. Đây là chữ á viết hoa. Và đây là chữ á viết thường. Các em hãy đọc lại theo cô nhé. Á, 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 á. Đây là chữ ắt in thường. Và đây là chữ ắt viết thường. Cô và các em sẽ cùng luyện đọc lại nhé. Ắt, ắt. Các em hãy cho cô biết đây là gì vậy các em? À đúng rồi, đây là một chiếc mắt áo. Mắt áo là đồ dùng để treo quần áo đấy các em ạ. Ở từ mắt áo, cô có tiếng mắt. Các em hãy cho cô biết, ở tiếng mắt này, âm nào và dấu thanh nào chúng ta đã được học rồi? Ở tiếng mắt này, âm m và dấu sắc chúng ta đã được học rồi. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu phần ắt nhé. Các em hãy lắng nghe cô phân tích tiếng mắt. Tiếng mắt gồm có âm m đứng trước, vần ắt đứng sau, dấu sắc được đặt ở trên đầu chữ á. Cô đánh vần, các em hãy lắng nghe và đánh vần lại theo cô. M, ắt, mắt, sắc, mắt. 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 Các em hãy đọc trơn lại nhé. Mắt, áo. Cô và các em sẽ cùng bước vào hoạt động tiếp. Đến với hoạt động viết ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cho các em cách viết chữ á. Chữ á cao 2 ô ly, gồm 3 nét. Đó là nét cong kín, nét móc ngược và dấu mũ. Cách viết như sau. Đầu tiên, ta đặt bút dưới đường kẻ ngang 3 một chút để viết chữ A. Sau đó, ta lê bút viết một nét cong nhỏ hình vòng cung ngay giữa dòng kẻ 3 phía trên chữ A. Tiếp sau đây là chữ ắt.
Chữ ắc gồm hai con chữ, con chữ á đứng trước, con chữ cờ đứng sau. Cả hai con chữ đều cao 2 ô ly. Cách viết như sau. Đầu tiên, ta đặt bút dưới đường kẻ ngang 3 một chút để viết con chữ A. Đến đường kẻ ngang 2, lia bút sang phải để viết con chữ cờ. Lia bút đặt giữa dòng kẻ 3 để viết dấu mũ. Các em hãy quan sát từng hình ảnh và bức tranh sau đây và hãy cho cô biết các em nhìn thấy gì từ những hình ảnh và bức tranh này nhé. Đây là gì vậy các em? Đây là tranh vẽ một công trình. Ở đây, những người công nhân đang bắc cầu. Cô có từ bắc cầu. Ở từ bắc cầu này, tiếng nào chứa âm và vần chúng ta vừa mới được học? À, đó là tiếng bắc, chứa âm á và vần ắc. Đây là gì vậy các em? À, đúng rồi, đây chính là khắc chữ. Cô có từ khắc chữ. Ở từ khắc chữ, tiếng nào chứa âm và vần chúng ta vừa mới được học? À, đó là tiếng khắc, chứa âm á và vần ắc. Các em có biết đây là con gì không? Các em ơi, đây chính là con tắc kè. Cô có từ tắc kè. Các em đã từng nhìn thấy tắc kè chưa nào? Tắc kè là một loài động vật bò sát sống trên cây, thường kêu tắc kè. Đó là lý do vì sao nó có tên gọi là tắc kè đấy các em ạ. Ở từ tắc kè này, tiếng nào chứa âm và vần chúng ta vừa mới được học? Đó là tiếng tắc, chứa âm á và vần ắc. Hình ảnh kế tiếp nào. À, đây chính là cây ngũ sắc. Cô có từ cây ngũ sắc. Các em có biết vì sao tên gọi là cây ngũ sắc không? Cây ngũ sắc là loài cây thân thảo mọc thành từng chùm, dễ trồng hoa, có 5 màu, nở quanh năm. Đó là lý do vì sao người ta gọi nó là cây ngũ sắc đấy các em. Ở từ cây ngũ sắc, tiếng nào chứa âm và vần chúng ta vừa mới được học? Đó là tiếng sắc, chứa âm á và vần ắc. Bây giờ các em hãy cùng với cô đánh vần lại các từ này nhé. Bờ ắc bắc sắc bắc. Cờ âu câu huyền cầu. Khờ ắc khắc sắc khắc. Chờ ư chư ngã chữ. Tờ ắc tắc sắc tắc. Ca e ke huyền kè. Cờ ây cây. Ngờ u ngu ngã ngũ. Sờ ắc sắc sắc sắc. Các em ơi, các em hãy cho cô biết trên màn hình lúc này cô có mấy câu về các em? À, trên màn hình lúc này cô có 4 câu. Như vậy cô sẽ sử dụng ký hiệu hai dấu gạch xiên để phân biệt 4 câu này nhé. Câu thứ nhất, Hà, Thảo và Nga thi vẽ. Câu thứ hai, Hà vẽ cây ngũ sắc. Câu thứ ba, Thảo vẽ chú tắc kè. Câu thứ tư, Nga vẽ lạc đà đi qua sa mạc. Các em hãy nhớ chữ cái đứng đầu câu luôn luôn viết hoa, cuối câu luôn luôn phải có dấu chấm. Bên cạnh đó, khi viết đến tên riêng, chúng ta phải viết hoa chữ cái đứng đầu nhé các em. Bây giờ các em hãy quan sát thật kỹ câu thứ nhất và cho cô biết dấu phẩy được đặt ở đâu vậy các em. Ở câu thứ nhất có một dấu phẩy và dấu phẩy này được đặt ở đằng sau chữ Hà. Như vậy cô sẽ sử dụng ký hiệu một dấu gạch xiên để phân biệt dấu phẩy này nhé. Các em hãy nhớ khi đọc đến dấu phẩy chúng ta sẽ nghĩ hơi ngắn hơn một chút. Khi đọc đến dấu chấm chúng ta sẽ nghĩ hơi dài. Bây giờ các em hãy cùng với cô luyện đánh vần và đọc trơn 4 câu này. Hờ a ha huyền hà. Thờ ao thao hỏi thảo. Vờ a pha huyền và. Ngờ a nghe. Thờ y thi. Vờ e ve ngã vẽ. Hờ a ha huyền hà. Vờ e ve ngã vẽ. Cờ ây cây. Ngờ u ngu ngã ngũ. Sờ ắc sắc sắc
thờ ao thao hỏi thảo. Vờ e phe ngã vẽ, chờ u chu sắc chú. Tờ ắc tắc sắc tắc, ca e ke huyền kè. Ngờ a nghe, vờ e phe ngã vẽ. Lờ ác lát nặng lạc, đờ a đa huyền đà. Đờ y đi, quờ a qua. Sờ a sa, mờ ác mát nặng mạc. Hà thảo, và nghe thi vẽ. Hà vẽ cây ngũ sắc. Thảo vẽ chú tắc kè. Nga vẽ lạc đà đi qua sa mạc. Các em ơi, các em hãy quan sát bốn câu trên và cho cô biết tiếng nào chứa âm á và vần ắc chúng ta vừa mới được học tại các em. À, cô đã tìm ra thấy rồi, đó chính là tiếng sắc chứa âm á và vần ắc. Ngoài tiếng sắc ra còn có tiếng nào nữa vậy các em? À, đó là tiếng tắc cũng chứa âm á và vần ắc đúng không nào? Các em hãy quan sát bức tranh sau đây và cho cô biết các em có đoán được các bạn nhỏ trong bức tranh này đang chơi trò chơi gì không nào? Cô thấy có 5 bạn nhỏ. À, bạn trai mặc áo màu xanh thì hô hỏi thầy. Bạn gái kế tiếp thì nói là lấy cây. Bạn gái mặc áo hồng thì nói là ngũ sắc. Các em có đoán được đây là trò chơi gì chưa nào? À, đúng rồi, đây chính là trò chơi rồng rảnh lên mây. Các em đã từng chơi trò chơi này chưa nào? Rồng rắn lên mây là một trò chơi gắn với đồng dao. Trò chơi này giúp cho chúng ta rèn luyện được sự nhanh nhẹn và khéo léo. Bên cạnh đó, phát huy được tinh thần đoàn kết của chúng ta đấy các em ạ. Nào, bây giờ các em hãy cho cô biết ở từ rồng rắn lên mây này, tiếng nào chứa âm á chúng ta vừa mới được học? À, đúng rồi, đó là tiếng rắn chứa âm á. À, ở những câu nói của các bạn ở trên, tiếng nào có chứa phần ắc nào? À, đúng rồi, bạn gái mặc áo hồng đã hô là ngũ sắc. Ở từ ngũ sắc thì có tiếng sắc chứa phần ắc, đúng không nào? Chúc mừng các bạn giỏi lắm. Bài học của chúng ta đến đây đã kết thúc. Các em hãy nhớ đọc lại bài và luyện viết chữ trên vở 4 ô ly theo mẫu sau đây của cô. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em. Chúc các em luôn chăm ngoan và học thật tốt.